trong gai bao nhiêu thăng trầm, nhưng con an tâm trong ngày Chúa. Trong ngôi nhà nguyện đang xây dựng dang dở,
Chúng con cảm thấy rất ấm lòng về sự hiện diện cao quý này, kính thưa Đức Cha và quý vị. Sau hơn 40 năm thành lập, Cộng đoàn Lan Viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh chúng con đã được Chúa thương chúc lành, vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Và hôm nay, đan sĩ linh mục Maria Mero Khanh Trần Như Hảo sẽ là viên phụ tiên khởi của Lan Viện chúng con. Đây là một ân huệ Chúa ban cho tân viện phụ cùng với trọng trách hướng dẫn cộng đoàn. Nhưng Ngài cũng biết rằng kẻ được giao phó, được ủy thác nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều. Chính vì thế, chúng con xin Đức Cha và tất cả quý vị thương tiếp tục cầu nguyện cho tân viện phụ chúng con cũng như cho tất cả cộng đoàn Phước Vĩnh chúng con. Xin cộng đoàn đứng lên. Maria trong đời đồng trinh, ta tin thần, ta thánh và anh chị
nào làm vị phụ đang bị thân mẫu phước vinh. Xin ban cho Ngài biết dùng gương sáng và lời dạy bảo mà dẫn dắt anh chị em theo nẻo chính đường ngay, để muôn đời được cùng nhau hân hoan lãnh phần thưởng Chúa dành sẵn cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời muôn đời. Amen. Chức sắc dân hương đầy con, nếu lời Thầy con luôn nhận lấy và vẫn lời Thầy con lòng phụ, nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải nếu con cầu xin trí thông minh quan đài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc và lùng kiếm như thể con tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa và sẽ khám phá ra hiểu biết Đức Chúa có nghĩa là gì. Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết là nhờ người mà có. Ai nghe chính được người trợ lực, người thành tin vẫn cho kẻ sống thanh minh, giữ gìn đường nẻo người chính trực, bảo vệ lối đi kẻ tín trung. Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình, thế nào là chính trực công minh. Đó là đường đưa tới hạnh phúc. Đó là lời Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em. Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có lương tâm ngay lần, muốn ăn ở tốt trong mọi hoàn cảnh. Đó là lời Chúa. Hallelujah.
Khi ấy các môn đệ bàn tán sôi nổi với nhau xem ai là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông: Vua các dân thì dùng quyền uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà thầy đây, thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa biết bao lời khen Chúa. Anh chị em nhìn thấy qua những bọn chúng mình và chúng ta vừa nghe thì chúng ta nhận thấy rằng các môn đệ, các tông đồ theo Chúa Giêsu rất là nhiều năm, ít nhất là 3 năm, đã từng nghe lời của Chúa Giêsu giảng, đã từng chứng kiến những việc của Chúa Giêsu thầy của mình đã làm, nhất là cái gương tin lương phục vụ mà Chúa Giêsu mình đã làm. Thế nhưng họ cũng còn tranh tụng, họ hỏi với nhau xem ai là người lớn nhất ở trong nhóm, trong nước của thầy mình đây. Dĩ nhiên trong mỗi người chúng ta, trong bản tính bản năng của mỗi người chúng ta thì cái tính tham quyền cố vị, tìm chỗ nhất là tìm một cái địa vị riêng cho mình, muốn phục vụ lợi ích riêng cho mình, thì ai trong chúng ta hình như nó cũng có ít nhiều con người đi tìm chân dự muốn trở thành ân nhân. Còn Chúa Giêsu thì ngược lại, đi tìm chỗ thiên đường phục vụ. Chỗ nhân dự là chỗ nào mà tại sao được gọi là ân nhân? Đây là những cái chức mà người lãnh đạo Do Thái ngày xưa trong một cái xã hội, nơi mà phẩm gặp xã hội được lưu ý thì họ rất là quan tâm. Trong một xã hội như thế thì những cái chỗ ngồi trong những buổi tiệc hay là trong hội đường được chọn theo thứ bậc của mỗi người, hoặc là tùy theo tuổi tác, hoặc là tùy theo cương vị xã hội. Ngồi trên, ngồi trước thì được nhiều người thấy, được nhiều người biết và được nhiều người kính trọng. Còn ân nhân là cái gì mà trong đây chúng ta vừa nghe con nói đến? Danh hiệu ân nhân được gán cho những cái vị lãnh chúa xưa là những vua chúa khác nhau thời thượng cổ. Trong cái thế giới La Mã, những cái lãnh chúa đó, những vị lãnh chúa đó, những nhà, những nhân vật giàu có, không phải trả thuế, nhưng mà họ góp của, góp công, cộng tác một cách tự nguyện vào ngân sách nhà nước, nhập vào ngân sách của thành phố. Và như thế là họ được xem như là những ân nhân, và từ đó là họ có được một số quyền hành, và từ đó họ được danh dự. Đây thì là những cái chức tước, những cái địa vị mà con người muốn. Riêng Chúa Giêsu thì ngược lại, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của mình cách riêng, những người đang có trách nhiệm lưu ý cái gì? Thừa lưu ý đến điều thiện của những người khác, mà không tìm danh dự, cũng không tìm phần thưởng. Chúa Giêsu làm gương trước và người nói với các môn đệ của mình: thầy là thầy của các con, thầy làm đầy tớ thì dĩ nhiên là các con là những môn đệ thì cũng phải làm như thầy thôi. Các môn đệ của Chúa đang tranh giành chỗ đứng trong nước của Chúa, còn Chúa thì đảo ngược lại tất cả những đánh giá sai lầm của họ. Chúa nói: nhưng anh em thì không phải là như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Cho nên chúng ta thấy rằng phân biệt của giới lãnh đạo thế giới thì rất khác nhau. Các nhà lãnh đạo thế gian thường thu thập cho mình
ích kỷ và kiêu ngạo. Và theo cách của họ, họ luôn ao ước lên càng cao càng tốt. Nhưng giữa các vị tờ hữu, các nhà lãnh đạo là một trong những người phục vụ tốt nhất. Các nhà lãnh đạo thế gian có thể là một người giỏi nói trước công chúng rất hay. Các nhà lãnh đạo thế gian có thể là một người quản lý tài chính. Các nhà lãnh đạo thế gian có thể là một người có nhiều quan hệ khác nhau nữa. Còn tất cả những người lãnh đạo trong Kitô giáo, theo cái giới tôn giáo của chúng ta, chỉ cần cái gì? Cứ cần phải có một cái trái tim của một người phục vụ. Như vậy, trong khung cảnh Kitô giáo, đây không phải là vấn đề đưa lên chỗ nhất, cái chỗ danh dự, nhưng vấn đề là tìm cái chỗ cuối, chỗ thấp hèn, một cách thường hiện để phục vụ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta từ chối làm việc ở đúng vị trí của mình, không có nghĩa là chúng ta dồn trách nhiệm cho những người khác và cố gắng ẩn núp dưới hình thức khiêm nhường, vô cớ, vô duyên. Nhưng điều đó có nghĩa là trong suốt cả cuộc đời, chúng ta phải ở trong tư thế của người phục vụ mọi người bằng tất cả những ơn đã nhận được từ Thiên Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người đều đáng được yêu mến và đáng được phục vụ, cho dù họ là ai, có thế giá gì không, họ phụ bạc chúng ta đến mức độ nào đi nữa, chúng ta cũng phải phục vụ giúp đỡ họ. Chính như thế mà Chúa Giêsu ngày này sang ngày khác muốn chúng ta bắt chước người giống như người, bởi vì người nói cũng như con người đến không phải được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người. Cách tốt nhất đối với chúng ta không phải là cách chúng ta giữ, chúng ta có, chúng ta giữ, nhưng cách tốt nhất đối với chúng ta là cái chúng ta cho như Chúa Giêsu đã cho chúng ta trong mỗi bí tích thánh thể. Nơi đó người ban thịt và máu của người cho chúng ta, người ban chính bản thân của người cho chúng ta, người phục vụ hết mình. Cho nên chị em, các vị bề trên Kitô thánh gia được bầu lên là để chăm sóc các linh hồn, để phục vụ, sống theo tu luật ở biển đức, sống cầu nguyện, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, nhưng không coi thường cái nếp sống khổ hạnh. Linh đạo Kitô thánh gia là đời sống cầu nguyện và lao động. Linh đạo này bắt nguồn từ tinh thần thánh biển đức, truyền thống Kitô nguyên thủy, cầu nguyện và lao động rất ứng hợp với tinh thần phục vụ của Giêsu. Kết quả lao động trong phục vụ, nên chị em, tôi xuống đỉnh Kim bên kia tháng 8 năm 1975 và sống ở đỉnh Kim đến tháng 8 năm 1978. Trong khoảng thời gian đó, tôi có thấy các thầy già bây giờ nằm ở kia rồi, chết rồi. Có thấy một số thầy chở bầu, chở bí, chở trái bằng xe khổng lồ kéo sang chợ Vĩnh Kim để bán. Tôi không biết là bán được bao nhiêu, nhưng mà thưa anh chị em, đó chính là thành quả lao động của các ngài. Rồi thời gian qua đi, các thầy ở đây mua đất, đổi đất, cải tạo đất để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Tôi rất lấy làm khâm phục sau 40 mấy năm như thế này. Các thầy, các cha ở đây đã đổ ra hết sức, hết tâm huyết của mình xây dựng cơ sở vật chất nhà miếu, vừa là nơi để các thầy cầu nguyện thờ phượng Chúa, vừa là nơi để giáo dân họ đạo thôn rôn có chỗ thờ phượng và nhận lãnh các bí tích. Các thầy, các cha ở đây còn cộng tác trong công việc xã hội xây dựng cầu đường để các thầy, các cha và bà con ở đây đi đứng di chuyển được dễ dàng. Cho nên kết quả của việc cầu nguyện và con số tu sĩ gia tăng thấy rõ. Từ mấy anh em đến đây khai phá, nếu tôi không làm
nhưng bây giờ còn sống ba anh em, cha Hồng, cha Phương và cha Maria Ferro Trần Như Hảo đây, là người những người khai phá. Qua việc cầu nguyện, ơn gọi của tu sĩ ở đây gia tăng đáng kể đến mấy mươi năm tới giờ này. Cũng qua việc cầu nguyện, các tu sĩ ở đây, các thầy, các cha ở đây đã thu hút rất nhiều giáo dân họ đạo thôn thôn. Và qua việc cầu nguyện, các thầy, các cha ở đây có thể nói rằng liên đội giáo dân ở họ đạo thôn thôn này sống đạo rất tốt, có một cái chuyện lạ là ngoài cái lời khấn vân phục khiếp tịnh khó nghèo, các đăng sĩ Sĩ Tô Thánh Gia còn thêm lời khấn vĩnh cư và cát tân. Tôi nói chữ vĩnh cư thôi. Có một lần tôi xuống đây để tĩnh tâm, thì có giờ rảnh tôi qua tôi nhìn cái giải mã trước. Ủa, nhớ em thầy với em ca này là những ngày trước mình có gặp, thì mới hỏi các thầy, các cha này chết không có đem về dòng Phước Sơn hay là cái nào đó, hay là chỗ mà gần nhà của các thầy các cha này, không thấy mấy ông này không phải là quê Vĩnh Kim, không phải là ở Vĩnh Long, mà sao tại sao tôi mới đây? Thì được câu trả lời có lời khấn, lời hứa. Khấn ở đâu, làm việc ở đâu, tu ở đâu thì chết chôn ở đó. Từ đó tôi mới nhận ra, mới biết là luật vĩnh cư là như thế. Nên chị em, nếu sống được như thế như hồi nãy giờ tôi vừa kể, thì những tranh giành về quyền lợi, tranh giành về chỗ nhất, tranh giành vị thế xã hội sẽ trở nên vô nghĩa. Điều có nghĩa ở đây là trở nên người nhỏ nhất và người phục vụ người khác. Theo tinh thần của Chúa Giêsu dạy trong phúc âm hôm nay, cha Maria Ferro Khanh Trần Như Hảo nay được chọn làm viện phụ đang viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh. Ước chi cha noi gương thiền nhân, noi gương đấng sáng lập, sống cầu nguyện và lao động thật vững vàng, lao động để biến những hoa màu ruộng đất thành những mẫu bánh hữu ích cho phần xác lẫn phần hồn. Cầu nguyện để biến đổi những tâm hồn nguội lạnh, xa lắng và xa cách Thiên Chúa trở nên sâu sắc, gần gũi với Chúa hơn. Cầu nguyện để biến đổi những tâm hồn ngay thẳng, dám hy sinh cuộc đời của mình cho Chúa, bước theo tiếng Chúa gọi, dấn thân phục vụ Chúa theo ơn gọi làm tu sĩ của Chúa. Cầu nguyện để cuộc sống phát sinh hiệu quả tốt cho cha và cho cả cộng đoàn đang diện phước vĩnh này. Xin Chúa chúc lành cho cha và cho cộng đoàn đang diện phước vĩnh. Giờ đây là nghi thức chúc phong viện phụ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc chúc phong viện phụ đã có từ thế kỷ thứ 6, thời cha Thánh Biển Đức, theo chương 2 tu luật của Ngài. Nhưng việc chúc phong viện phụ như một giám chức chỉ bắt đầu từ thế kỷ 11 và 12. Thực vậy, vì nhu cầu phục vụ của giáo hội thời đó, các tăng viện Biển Đức và Sĩ Tô cũng đảm nhận coi sóc một lãnh thổ tương đương một giáo phận. Vì thế, các đức thánh cha thời này đã chuẩn nhận các đăng viện tổng thổ và ban cho các viện phụ phẩm hiệu của hàng giám mục, đó là mũ mitra, gầy mục tử và nhẫn, biểu tượng sự trung tín với Chúa Kitô và giáo hội. Kính mời cộng đoàn tham dự tham nghi thức chúc phong viện phụ. Kính mời đức cha và lễ chúc phật. Mời hai cha viện phó giới thiệu tân viện phụ với đức cha. Trọng kính đức cha, đây là vị được tuyển chọn của đan viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh thuộc dòng Chi Tô, thuộc giáo phận Bình Long. Hội đồng đan sĩ chúng con kiến cử Ngài và khiêm tốn xin đức cha chúc phong Ngài làm viện phụ chúng con. Cha có biết Ngài đã được tuyển chọn đúng thể chức giáo luật không? Chúng con biết và xin làm chứng. Tạ ơn Chúa. Theo định chế từ ngàn xưa, các thánh giáo phụ đã dạy
phải thẩm vấn người được bầu lên kế vị Chúa Kitô coi sóc các linh hồn về nhiều vấn đề cùng thẩm hạnh liên quan và cần thiết cho việc quản trị này. Vậy tôi cũng lấy uy tín các ngài hỏi cha rất khả ái. Cha có muốn giữ nhiều quyết tâm lành thánh của cha và thực thi tu luật thánh phụ Nguyễn Đức? Cha có muốn ân cần dạy dỗ các anh em của cha làm như vậy để nhờ đó đạt tới lòng yêu mến Chi Chúa, đời sống phúc âm và đức ái huynh đệ không? Thưa con muốn. Cha có muốn đưa anh em đến cùng Chi Chúa mà không hề coi nhẹ phần lỗi các linh hồn đã ủy thác cho cha không? Thưa con muốn. Cha có muốn trung thành coi sóc của cải đang bị được trao phó cho cha và khôn ngoan phân phát theo nhu cầu của anh em, của người nghèo và của nữ khách không? Thưa con muốn. Cha có muốn hết lòng tôn kính và vâng phục các đấng có thẩm quyền thuộc dòng Sito và hội dòng Sito Thánh Gia Việt Nam theo hiến pháp của dòng không? Thưa con muốn. Cha có muốn đem hết nhiệt tâm và luôn trung thành trong mọi sự, tỏ lòng tin tưởng, phục tùng và tôn kính giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị ngài không? Thưa con muốn. Xin cộng đoàn đứng lên. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, Chúa chúng ta ban ơn dồi dào cho tôi tớ Chúa đây là cha Maria Phêrô khăn cẩn như hảo được tuyển chọn để hướng dẫn anh em mình. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Thiên Chúa chúng con. Chúng con lạy xin Chúa nhận lời chúng con mà đổ trả ơn Chúa, ơn phúc Chúa Thánh Thần và ơn Thánh Mục Tử cho tôi tới Chúa đây. Hầu người chúng con dâng lên cho Chúa nhân từ để được thanh hiến, sẽ luôn luôn được Chúa rộng tay ban ơn che chở. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây Đức Giám Mục đọc lời nguyện chúc phong. Chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Cha đã sai con một Cha đến trần gian để phục vụ mọi người, và như một tử nhân lành, Ngài đã hiến mạng sống vì đoàn chiên. Chúng con này xin Cha thương ban phúc lành và thêm sức cho tôi tới Chúa đây là Cha Maria Phêrô Khanh Tần Như Hảo được tuyển chọn làm viên phụ đang như này. Xin Cha trợ giúp Ngài để nhờ gương sáng đời sông Ngài thể hiện được điều này tuyên xưng. Nhờ đó giáo lý của Ngài như men công chính thánh thiện được gieo đắc cách thuận lợi vào tâm trí các môn đệ. Lạy Cha, xin cho Ngài ý thức mình đã nhận một nhiệm vụ thật nặng nề là coi sóc các linh hồn và phục vụ ba tâm. Xin cho Ngài biết cần phải làm ít hơn là cai trị. Vậy xin Cha soi sáng cho Ngài được đầy khôn ngoan và tài khéo léo, cùng tận lực lo lắng để không đánh mất một con chiên nào trong đoàn chiên được ủy thác cho mình, nhưng luôn xếp đặt mọi sự cách chừng mực để mọi người không ngừng tiến bước trong tình yêu Chúa Kitô, công đức ai huynh đệ và đầy lòng hoan hỷ. Họ tiến nhanh trên đường giới răng của Cha. Lạy Cha, xin đoái thương ban cho Ngài càng đầy ân huệ thánh thần để Ngài không những thúc đẩy anh em làm đảng danh Cha và phục vụ giáo hội. Xin Cha ban cho Ngài tuyệt đối không quý gì hay giải điều gì hơn Chúa Kitô, để tới ngày cuối đời Ngài xứng đáng đạt tới nước trời cùng với anh em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Tiếp theo lời nguyện xúc phong, Đức Giám Mục trao cho Tân Huyền Phụ Tu Luật Thánh Phụ Huyền Đức chiếc nhẫn Mục Huy Trang và chiếc gậy Mục Tử. Xin Cha nhận lấy sách thánh luật cho các tổ phụ truyền lại để điều khiển và gìn giữ anh em mà Chúa đã ủy thác cho Cha theo như ơn Chúa trợ giúp và khả năng mỏng giòn của con người. Xin Cha nhận chiếc nhẫn là biểu hiện lòng trung tín để Cha kiên cường gìn giữ đan điển này trong tình yêu thương huynh đệ. Cha nhận lấy chiếc gậy chủ chân, phải ân cần chăm sóc anh em được trao phó cho Cha mà Cha phải trả lẽ. Chúng con kính mời Đức Giám Mục Chủ Phong ban bình an cho Tân Điện Phụ. Đức Giám xin mời Đức Giám Mục Chủ Phong ban bình an cho Tân Điện Phụ và xin mời quý Điện Phụ, quý Điện Trưởng, mẹ Điện Mẫu và hai chị Điện Trưởng trong dòng Si Tô cho ban bình an cho Tân Điện Phụ.
chỉ được trưởng hai những năm đến. Phục vụ thánh thể, xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta nhận phép lành đầu tay của Tân Việt Phụ. Lời kỳ cầu của Đức Chi Nữ Maria, Thánh cả Giuse, Cha Thánh Viện Đức và các Thánh Tổ phụ Sito, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin cộng đoàn chúc mừng Tân Việt Phụ và một tràng pháo tay. Nhìn chúc con Việt Phụ đã xong, chúng ta bước sang phần phụng vụ thánh thể. Xin dâng lên Chúa Trời, đầy bánh tâm lý Chúa.
Thank you.
Kitô được quy tụ lên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin đưa đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu để khen ngợi hội thánh trong Đức Mẹ cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin đưa đến các tôi tớ Chúa là song tân của tân hiền phụ là Phêrô và Maria, quý cha quý thầy thuộc an viện phước bình chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng thân thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thầy được bảo vương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời gian, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi lễ như và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, là Chúa cứu thế và theo thế giúp người dạy chúng ta trang nguyên rằng Mời Chúa, con chẳng gắng Chúa như bạn.
và tất cả anh chị em hiện diện trong thánh lễ hôm nay,
Trước hết, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hỏng ân Chúa đã ban cho đang hiện chúng con hiện diện ở đồng bằng sông Cửu Đức Long này trong bàn tay quan vòng yêu thương của Thiên Chúa và sự ưu ái của giáo quyền, cũng như sự nâng đỡ nhiệt tình của tất cả anh chị em giáo dân nơi đây. Thứ đến, con xin tri ân Đức Cha Phêrô đã đến đây hiệp xưng thánh lễ cầu nguyện cho đăng kiện chúng con, đồng thời chủ sự việc chúc phong nhiệm vụ cho con. Con cũng chân thành tri ân quý Đức Cha Giáo Phận Sài Gòn, Đà Lạt, Cần Thơ, Long Xuyên, Bắc Ninh đã cầu nguyện gửi lời chúc mừng con trong ngày vui chúc phong này. Con xin cảm ơn nhiệm vụ hội trưởng, quý nhiệm vụ viện mẫu, quý viện trưởng của hai hội dòng Biển Đức và Si Tô, cách duyên viện vụ riêng Vương Đình Lâm đã dìu dắt dạy dỗ con ngay từ khi con còn là đệ tử và cho đến ngày hôm nay. Con cũng đặc biệt tri ân các vị bề trên kiểm nghiệm của con, cha Regonio Đào Trọng Thanh, cha Vitino Lê Trọng Hồng và cha Doan Viên Lê Nguyễn Văn Ngọc. Các ngài đã có công khai sinh duy trì và phát triển cộng đồng đan điền này để rồi hôm nay con được diễn phúc kế thừa và tiếp tục cộng tác trong nhiệm vụ phục vụ cộng đoàn. Con cũng chân thành cảm ơn quý cha giáo thánh riêng, quý cha của đài trình viện thánh quý Cần Thơ đã đồng hành dạy dỗ con suốt thời gian con học tại đài trình viện, và hôm nay có các cha đại diện tới tham dự thánh lễ. Con cũng hết lòng cảm ơn quý cha đồng tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em trong đại gia đình Si Tô Thánh Gia đã đến chung chia niềm vui, khích lệ, giúp đỡ và cầu nguyện cho con. Tôi cũng xin chân thành tri ân các đại diện tôn giáo và đại diện chính quyền các cấp đến tham dự thánh lễ chúc phong nhiệm vụ và chung vui với đan điền chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn công ty Bảo Dương không quản ngại đường xa đã luôn dành ưu ái và rất nhiệt tình phục vụ cho các cuộc lễ của đan điền, đặc biệt trong thánh lễ chúc phong hôm nay. Xin cảm ơn đại diện của số hòa đạo, các vị ân nhân trong cũng như ngoài nước, cách duyên anh chị em thuộc hòa đạo Thánh Du Xe Thôn Đôn đã nhiệt tình đóng góp cho bữa tiệc của ngày lễ hôm nay. Con cũng xin tri ân gia đình thân quyến đã đồng hành với con trong suốt hành trình ơn gọi bằng sự giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất, và ngày hôm nay hiện diện trong thánh lễ cầu nguyện cho con. Kính thưa Đức Cha Phêrô, quý viện phụ, Đức ông, quý cha và toàn thể tất cả quý vị, những lời tri ân trên đây không thể nói nên hết lòng biết ơn sâu xa của con đối với tất cả quý vị. Con nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua lời truyền cầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse ban nhiều ơn lành cho Đức Cha, quý việt phụ và tất cả quý vị, và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho con. Giờ đây, anh em đám biệt chúng con xin có bằng hoa thành kính Đức Giám mục Giáo Phận của chúng con. Xin cộng đoàn tất cả pháo tay. Tiếp theo anh em trẻ chúng con trong đám biệt phước vị, xin có bằng hoa tặng Đức Tân Biệt Phụ thân yêu của chúng con. Và giờ đây là thân nhân của Tân Biển Phủ. Xin cộng đoàn chúng ta có tay hai thân nhân của Tân Biển Phủ của chúng con. Xin cộng đoàn đến đây. Chúa ở cùng anh chị em. Xin chi Chúa ban phúc lành và gìn giữ cha. Ngài đã muốn đặt cha làm tôi thơ phục vụ
dân Ngài, thì xin Ngài cho cha đời này được hân hoan và ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen. Xin cho những người biết phân phục lời giáo huấn của Thiên Chúa, không làm chi đôi nghịch, nhưng thực hành mọi điều ngay chính và cung tín tuân theo thừa tác vụ của cha, sẽ cùng với cha được hưởng bình an trong thời hiện tại và đang được cùng các thánh chung hưởng phần phúc muôn đời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lạy xong thì anh chị em đi bình an. Amen. Chúa. Cộng đoàn thân mến, tiệc thông với giáo hội hoàn vũ đang hướng về biến cố nước mẹ hiện ra ở Tatina ngày 13 tháng 10 năm 1917. Mà giáo hội hôm nay kỷ niệm 99 năm biến cố trọng đại này. Giờ đây xin cộng đoàn hướng về mẹ Maria, xin mẹ chúc lành cho thân viện phù của Đan Viện Quốc Vịnh chúng con, cho quê hương và cho giáo hội Việt Nam và cho mọi người đang hiện diện nơi đây. Chúng ta cùng hướng về mẹ. Xưa trên cây rồi.